Những năm gần đây, động Mã Tiên thuộc Hồ Đồng Thái, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô thu hút khá nhiều du khách đến tham quan. Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng mà còn ẩn chứa những câu chuyện văn hóa đặc sắc. Động Tiên thì là cái truyền thuyết ấy là gọi động cô tiên. Thế là thờ hai cô tiên ấy. Trong cái động này thì là chúng tôi lớn lên rồi là nó có những cái di tích ở trong đấy thì là nó cũng có rất linh thiêng. Nên này cũng về cái duy tâm như này, nhiều bà con thì các nơi vẫn đổ về là những ngày lễ, lễ nghĩa các thứ cũng rất đông. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh đẹp như động Mã Tiên, Hồ Đồng Thái, Hồ Yên Thắng, huyện Yên Mô còn là nơi lưu giữ một kho tàng văn hóa phi vật thể độc đáo. Nơi đây được coi là cái nôi của nghệ thuật hát sẩm với nhiều lễ hội còn được lưu truyền đến ngày nay. Ngoài ra, một số làng nghề cũng đang được khôi phục và phát triển, trở thành chất liệu phong phú để Yên Mô khai thác tiềm năng du lịch nông thôn. Lịch sử gốm Bồ Bát thì là tồn tại cũng khá là lâu, bởi vì nó có từ khoảng 3.500 năm về trước. Cái thứ hai nữa là về dòng gốm Bồ Bát đây cũng là một cái dòng gốm được vua Đinh chọn làm những cái sản phẩm để phục vụ trong cung đình. Vì vậy nên là gốm Bồ Bát sớm được khách hàng biết đến, cũng như là đưa những cái sản phẩm gốm Bồ Bát nó có giá trị về hình ảnh, họa tiết, hoa văn trong cái sản phẩm của du lịch Ninh Bình. Những năm qua, bên cạnh việc gìn giữ kho tàng văn hóa độc đáo, giàu bản sắc dân tộc, huyện Yên Mô đã tích cực hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch trên cơ sở pháp luật cho phép. Nếu chúng ta biết cách phát huy những cái giá trị lịch sử văn hóa, bảo tồn những cái văn hóa phi vật thể, rồi phát huy những cái sản phẩm văn hóa ẩm thực từ bánh đúc cho đến nem, rồi đến những cái món ăn truyền thống như là giò trứng, có rất nhiều những thứ mà nó sẽ trở thành cái điểm đến cho khách thưởng thức cái giá trị văn hóa ẩm thực, đồng thời là hòa trong cái không gian cảnh quan văn hóa rất là giàu bản sắc của một cái huyện mà có cả núi rồi có cả đồng bằng, rồi có những cái hồ nước rất là đẹp, thì đấy là những cái lợi thế rất lớn của Yên Mô. Sắp tới thì hy vọng rằng là giữa những ngành chuyên môn rồi các nhà quản lý cùng các doanh nghiệp sẽ đưa du lịch Yên Mô cất cánh. Cũng rất là mong các cơ quan nhà nước sớm chỉ đạo cho các doanh nghiệp cũng như là sớm đầu tư kinh phí và để nâng cấp cái Hồ Đồng Thái trở thành cái điểm du lịch nổi bật của tỉnh Ninh Bình để thu hút cái nguồn lao động của địa phương, tăng thêm thu nhập cho bà con trong thời gian tới. Mặc dù có tiềm năng lớn nhưng hầu hết các tài nguyên ở Yên Mô đều chưa được khai thác phát triển phục vụ du lịch một cách bài bản. Hy vọng với sự hỗ trợ của tỉnh và các ngành chức năng sẽ sớm đưa Yên Mô trở thành vùng trọng điểm khai thác phát triển du lịch, phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới.